Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật từ quý vị ngay sau đây. xe tăng rủa Nga đột thủng phòng tuyến Krasnogorivka. Lữ đoàn năm của Nga mở đợt tấn công mạnh bằng xe tăng vào Krasnogorivka, đánh chiếm thành công pháo đài chính của Ukraina tại nhà máy vật liệu chịu lửa Krasnogorovsky ở trung tâm thành phố. Ukraina tiếp tục thất thủ ở Bắc Avdiivka kênh Military Summary đưa tin sự sụp đổ của Keramik đã được xác nhận ngày hôm nay thông qua một đoạn video, trong đó binh sĩ Nga cắm quốc kỳ tại ngôi làng này. Lực lượng Moscow cũng đang tiến gần hơn tới Novo Oleksandrivka ở xa hơn về phía Bắc và tăng cường áp lực dọc toàn mặt trận bằng việc sử dụng pháo hạng nặng. Trong ngày 5 tháng 5 tại Avdiivka, thêm một chiếc xe tăng M1A1 Abram do Mỹ chế tạo có trong biên chế quân đội Ukraine đã bị máy bay không người lái lan xét của Nga tiêu diệt đây ít nhất là chiếc Abraham thứ bảy bị phá hủy ở mặt trận này. Kênh Readovka cho biết, theo hướng Abdiivka, quân đội Nga đã chiếm được tam giác phòng thủ kiên cố Ocheretino, Akhangensky, Novo Kalinovo và sẵn sàng tạo ra những mối đe dọa mới cho lực lượng Kiev bằng những bước tiến của họ. Binh sĩ Moscow đang phát triển về phía bắc Ocheretine, chiếm một số vành đai rừng hướng tới Oleksandrivka. Trong vài ngày tới, dự kiến họ sẽ có những thắng lợi mới nga mở rộng vùng kiểm soát gần kupiang kênh readovka đưa tin trên hướng kupiang lực lượng moscow tiến hành một cuộc tiến công nhỏ nhưng khá thành công với việc nhanh chóng chiếm được làng kotliarokka bên cạnh đó họ tiếp tục chặn đứng các cuộc phản công và tiến hành phá hủy các hệ thống phòng không của đối phương theo kênh riba trên trục kupiang svatov các đơn vị nga đang tập trung ở ngoại ô phía tây kotliarivka Đồng thời, các đoạn phim được công bố gần đây cho phép chúng tôi xác định rằng trong các cuộc tấn công gần đây vào phòng tuyến Kolomichika, Krivosezipka, lực lượng Moscow đã chiếm giữ vành đai rừng trên các đường tiếp cận Stenmakhivka. Kênh mở đề đưa tin lực lượng Kiev đã bị đẩy lùi khỏi Krivoslipka ở tây nam Kupiang, một khoảng cách khá xa. Binh sĩ Ukraine đang rút lui trước đòn hỏa lực sớm xét băng pháo phản lực Grad tới mức bão hòa có tin Nga sử dụng rất nhiều xe bệ phóng trong trận tập kích dữ dội này. Cha Nga đánh chậm tiến chắc Theo kênh Ria gần Bắc Mút, trong khu vực tâm trấn Chashopja, các nhóm xung kích của Moscow đang tiến lên chậm nhưng đều đặn và vững chắc, kèm theo đó là việc tăng cường phá hủy các công sự kỹ thuật dày đặc của đối phương. Tuy nhiên, chưa nên mong đợi những bước tiến quyết định vì địa hình và thời gian chuẩn bị phòng thủ lâu dài ở đây tạo điều kiện rất thuận lợi cho lực lượng Kiev. Kênh Evgeny, Li cho biết quân đội Nga củng cố vị trí tại khu bảo tồn thiên nhiên Stupki Golubovskiy 2 và mở rộng vùng kiểm soát ở các vành đai rừng lân cận phía đông nam Krasnoye. Lực lượng Moscow đã đột phá các đồn điền ở phía nam Chashopja, cũng chiếm được một số cứ điểm và phá hủy một cây cầu, do đó họ làm gián đoạn hoạt động hậu cần cho lực lượng Kiev. Nga chọc thùng phong tuyến Ukraine ở Krasnogorivka Theo kênh Riba tại Donetsk, đang diễn ra các trận chiến ở khu công nghiệp ở Krasnogorivka và ở khu vực Netailovo. Các nhóm tấn công của lực lượng vũ trang Nga đang tiến về phía trường học. Kênh RV, Voenkori đưa tin lữ đoàn 5 của Nga mở đợt tấn công mạnh bằng xe tăng vào Krasnogorivka, đánh chiếm thành công pháo đài chính của Ukraine tại nhà máy vật liệu chịu lửa Krasnogorovsky ở trung tâm thành phố. Xe tăng rùa của họ đã được nâng cấp lớp bảo vệ giúp các nhóm thiết giáp xung kích thuận lợi đột phá gần như tới trung tâm thành phố kênh RIBA đưa tin, tại mặt trận Donetsk, lực lượng Moscow đã đạt được bước tiến vượt bậc sau khi thực hiện một số cuộc tấn công thành công và mở rộng vùng kiểm soát ở Georgiivka và khu vực xung quanh. Từ sau ngày giành được Marinka, tiến độ phát triển ở khu vực này rất chậm, đôi khi rơi vào bế tắc do Ukraine có nhiều hệ thống phòng thủ kiên cố. Đến ngày 5 tháng 5, lực lượng Moscow đã giải quyết được mọi bế tắc, hàng loạt khu vực đã được xử lý. Họ đã tự tin chiếm giữ được 80% khu định cư lần cận Georg Hipka. Hàng loạt các lãnh thổ trung gian rộng lớn xung quanh khu định cư Popjeda đã được kiểm soát. Nhờ hành động hiệu quả của các nhóm xung kích, binh sĩ Nga đã tiến được đáng kể vào trung tâm Georgi Khu vực Senkot Khimiza trước đây và tan tích của một trang trại cũng nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow. Phía nam Popjeda, các đơn vị của họ cũng đã đẩy lực lượng Kiev ra khỏi một số vị trí, nhưng đội hình của Ukraine vẫn giữ được khả năng tấn công dọc đường cao tốc O0532. T0524. Kênh Yuri Podolianka cho biết giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại Netai Lovo. Các đơn vị Nga ngày hôm trước đã chiếm được vị trí ở một phần các tòa nhà cao tầng, tiếp tục dôn ép Ukraine và đến tối nhìn chung đã đè bẹp được đối phương tại đây. Dù vẫn còn sự kháng cự tập trung của lực lượng Kiev, nhưng nhìn chung các tòa nhà cao tầng của khu định cư đã nằm dưới sự kiểm soát. Hôm nay, lực lượng Moscow có thể sẽ hoàn thành việc chọc thủng phòng tuyến này. Sau đó, đối phương sẽ phải rút lui về Khalokka, Nhìn chung cuộc tấn công ở đây đang phát triển tốt trong khuôn khổ một kế hoạch duy nhất và thành công này tất nhiên sẽ giúp ích cho các đơn vị Nga đang chiến đấu ở đó, tạo ra mối đe dọa ngày càng lớn hơn đối với các khu vực kiên cố của đối phương ở Netailovo và Krasnogoripka. Cũng trong ngày hôm qua, lực lượng Moscow nhìn chung đã hoàn thành việc quét sạch đối phương khỏi lãnh thổ của nhà máy vật liệu chịu lửa ở trung tâm Krasnogorovka. Điều này tất nhiên sẽ có tác động tốt đến các hoạt động tiếp theo trong và xung quanh thành phố. Bộ Tổng tham mưu Ukraine hơn 100 cuộc đụng độ trong 24 giờ qua. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối ngày 5 tháng 5 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày chủ nhật, 103 cuộc đụng độ đã diễn ra ở mặt trận, đặc biệt ở hướng Bắc Mút và Ápđípka, lực lượng phòng thủ đã lần lượt đẩy lùi 32 và 24 cuộc tấn công. Báo cáo có đoạn, trong ngày 103 cuộc đụng độ đã được ghi nhận Tổng cộng đối phương đã phóng hai tên lửa, thực hiện 100 cuộc không kích và 57 cuộc tấn công từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ cơ bản đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Kupiang, Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Novo Pavlov, Orekhov và Kherson. Trong ngày, máy bay của lực lượng phòng vệ tấn công vào 13 khu vực tập trung binh lực đối phương và 4 hệ thống phòng không. Các đơn vị tên lửa đã đánh trúng một khu tập trung quân, ba trạm radar, hai hệ thống phòng không và hai hệ thống pháo binh của Nga, báo cáo viết. Nga tấn công các cơ sở năng lượng ở vùng Sumi. Suspine đưa tin, người đứng đầu cơ quan quân quản vùng Sumi, ông Alexei Dorodenko cho biết hôm 6 tháng 5, Nga đã tiến hành cuộc không kích vào các cơ sở năng lượng ở vùng Sumi. Ông Dorodenko nói, tất cả các cơ quan hữu trách đều đang hoạt động tại hiện trường. Công việc khôi phục đang được tiến hành, hậu quả của vụ tấn công đang được làm rõ ở Sumi, các cơ sở hạ tầng quan trọng đã được chuyển sang sử dụng nguồn điện dự phòng. Ông Sargsul, nga đang liên tục đột phá phòng tuyến Ukraine. Bộ trưởng Sargsul cho biết các đơn vị nga đang liên tục tấn công mạng lưới cứ điểm Ukraine, kiểm soát thêm hơn 100 km vuông lãnh thổ trong một tháng. Các cánh quân nga tiếp tục đột phá mạng lưới cứ điểm kiên cố của đối phương trên toàn tiền tuyến. Nhiều đơn vị Ukraine cố gắng bám trụ các phòng tuyến đơn lẻ nhưng phải bỏ vị trí và rút lui dưới sức ép của lực lượng Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, trong cuộc họp với các lãnh đạo quân đội hôm 3 tháng 5, ông Sugu nói rằng các đơn vị Nga đã kiểm soát làng novo Toka, Semenuka và Pedici, các vị trí quan trọng với phòng tuyến Ukraine ở tỉnh Donetsk trong vòng 2 tuần qua. Kể từ đầu năm nay, lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát thêm 547 km vuông lãnh thổ tại các tỉnh mới xác nhập. Ông nói, con số này tăng thêm 145 km vuông so với thống kê được Bộ trưởng Sergu công bố cách đây một tháng. Quan chức Nga tuyên bố, lực lượng Ukraine đã hứng chịu thương vong hơn 111.000 người kể từ đầu năm, buộc Kiev siết chặt quy định tổng động viên và tìm kiếm nguồn tân binh thay thế. Những người Ukraine không muốn chiến đấu đang bị đẩy ra tiền tuyến và ném vào thảm cảnh tàn sát, ông Sergu nói thêm. Ukraine chưa bình luận về thông tin trên quân đội Ukraine đang lùi về, bảo vệ phòng tuyến dài gần 2.000 km dọc chiến tiến sau chiến dịch phản công thất bại hồi mùa hè năm ngoái. Các đơn vị Nga gần đây gia tăng áp lực lên một số điểm trên phòng tuyến Ukraine và liên tiếp giành được bước tiến trên chiến trường sau khi kiểm soát được thành trị Adika. Nga giữa tháng trước mở mũi đột kích chấp nhón, tiến quân với tốc độ 1 km mỗi ngày và giành được làng Ochetino, vị trí then chốt trong tuyến phòng thủ của Ukraine ở tây bắc Adika. Giới chuyên gia quân sự phương Tây ví đây như lưỡi dao dài 8 km xuyên thẳng vào phòng tuyến Ukraine. Trong đó, mũi dao nằm ở giữa làng Ochentino, lực lượng Nga cũng đang tiến công thành trì Chasoya nằm ở phía tây Bắc Mốt. Nếu giành được thành phố này, Nga có thể đưa các thành phố chiến lược khác gần đó vào tầm bắn của pháo binh và biến nơi này thành điểm tựa để mở những đợt tiến công sâu hơn. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Skyking ngày 28 tháng 4 thừa nhận tình hình ở tiền tuyến phía đông đang xấu đi, buộc Kiev rút lực lượng khỏi nhiều ngôi làng then chốt để bảo toàn mạng sống binh sĩ. Ông cũng mô tả đây là khu vực phức tạp nhất ở tiền tuyến và thừa nhận Nga đã có những thành công chiến lược nhất định. Tư lệnh về binh quốc gia Ukraine Oleksandr Vinenko nhận định, Moscow có thể triển khai hai ba hướng tiến công nghi binh và tập trung lực lượng vào một hướng tấn công chính nhắm vào những khu vực mà Kiev không lượt tới. Nga đặt mục tiêu kiểm soát các tỉnh nào ở Ukraine trong năm nay. Kiev nhận định mục tiêu của Nga trong năm 2024 là kiểm soát hoàn toàn ba tỉnh ở Ukraine sau các cuộc giao tranh khốc liệt. Tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine Oleskan Palus nói với The Times hôm 2 tháng 5 rằng mục tiêu của Nga trong năm 2024 là kiểm soát hoàn toàn các tỉnh Donetsk, Lugansk và nếu có thể cả tỉnh Zaporizhia. Nga được cho là đang nỗ lực giành quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ nhất có thể trước khi dự luật viện trợ vừa được Mỹ thông qua có thể tác động đến tình hình chiến sự. Quân đội Ukraine cho biết, Yar, một thành phố ở tỉnh Donetsk, vẫn là một trong những mục tiêu chính của Nga vì việc kiểm soát khu vực này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho những bước tiến tiếp theo của Nga về phía các thành phố lân cận là Kostanika, Kramatorsk và Slovian. Các lực lượng Nga muốn kiểm soát Yar trước ngày 9 tháng 5, đúng thời điểm diễn ra lễ kỷ niệm ngày chiến thắng ở Nga. Tuy nhiên, tư lệnh và virus tin rằng kịch bản này sẽ không xảy ra. Chúng tôi đang cố gắng mọi cách có thể để ngăn chặn kế hoạch của Nga nhằm chiếm Chesitia trước ngày 9 tháng 5. Nhưng Nga hiện chiếm tỷ lệ 11 về ưu thế pháo binh và ưu thế tổng thể trên không ở khu vực này, chỉ quy Ukraine cho biết thêm. Ông Pavilut hy vọng hàng tỷ USD viện trợ quân sự mới của Mỹ vốn bị đình trệ trong gần 7 tháng sẽ tác động đến chiến trường Ukraine. Chúng tôi sẽ làm mọi cách có thể để ngăn chặn sự đột phá của Nga và chúng tôi hy vọng vũ khí của Mỹ sẽ giúp chúng tôi. Nếu vũ khí đến kịp thời, chúng tôi đã không mất những vùng lãnh thổ mà chúng tôi bị mất trong vài tháng qua, ông Pavilut nói thêm. Ông Pavilut trích dẫn thông tin từ tình báo quân sự Ukraine cho biết, Ngoài việc hoàn thành việc kiểm soát ba tỉnh Donetsk, Lungat và Zaporizhia, các lực lượng Nga vẫn tập trung vào việc kiểm soát các trung tâm khu vực ở Kakot và Sumy nằm gần biên giới Ukraine-Nga. Nhưng chúng tôi không biết những kế hoạch đó nghiêm túc đến mức nào, cũng như liệu họ có khả năng thực hiện kế hoạch với lực lượng mà họ có trong tay hay không, ông nói. Tư lệnh Ukraine cũng dự đoán số lượng quân Nga sẽ tăng lên trong năm nay khi chiến dịch tấn công mùa hè của Nga sắp diễn ra. Chúng tôi tin rằng Nga muốn huy động thêm 100.000 quân và họ sẽ sử dụng số quân này để củng cố lực lượng của họ đã có mặt ở Ukraine vào tháng 6 và tháng 7, ông Pavilov nhận định. Vào cuối năm nay, chúng tôi cho rằng Nga đã có ý định huy động thêm gần 300.000 binh sĩ, nhưng họ cũng đang tổn thất gần 25.000 đến 30.000 người chết và bị thương mỗi tháng, tư lệnh Ukraine cho biết thêm. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleskanskyky ngày 28 tháng 4 cho biết, lực lượng Ukraine phải rút lui về phía Tây khỏi các làng Pedici, semenica và Novo Maikaika ở tỉnh Donetsk khi quân đội Nga tiếp tục tiến vào khu vực. Lực lượng Nga đã phá vỡ phòng tuyến và giành được chỗ đứng ở một phần của Ochentham, một ngôi làng tiền tuyến cách Pedichi và semenica gần 10 km. Tư lệnh SkyKey cho biết, Nga đang điều động tới 4 lữ đoàn từ 8.000 đến 32.000 quân nhân để tiến hành các hoạt động tấn công theo hướng các thành phố Bokrok và Kurakove phía tây Adika, nơi Nga tuyên bố kiểm soát hồi tháng 2. Châu Âu cẩn trọng trước kịch bản ông Trump có thể trở lại Nhà Trắng Giới chuyên gia châu Âu đánh giá, lục địa già sẽ đối mặt với cả thách thức lẫn cơ hội nếu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại nắm quyền, trong đó thách thức có phần nổi trội. Khi cả hai phe dân chủ và cộng hòa tại Mỹ đang tăng tốc vận động cho cuộc bầu cử tổng thống cuối năm nay, các nhà lãnh đạo châu Âu đau đầu với câu hỏi ai sẽ là ông chủ nhà trắng trong 4 năm kế tiếp. Nếu tổng thống Joe Biden thắng cử, chính sách đối ngoại của Mỹ được dự báo sẽ không có quá nhiều thay đổi. Tuy nhiên, trong kịch bản người thắng là ông Trump, tình thế sẽ đảo ngược hoàn toàn. Nhiều chính trị gia lục địa già vẫn chưa quên những tháng năm cơm không lành canh không ngọt với Mỹ trong nhiệm kỳ trước đây của ông Trump. Với ông Trump, chúng tôi nhận ra một thực tế, nước Mỹ không phải lúc nào cũng hành động phù hợp với lợi ích của châu Âu, đặc biệt khi điều này trái ngược lợi ích của Mỹ. CNN dẫn lời một nhà ngoại giao cấp cao châu Âu không tiết lộ danh tính, dường như nói ra điều này có vẻ quá ngây thơ, nhưng đây là phỏng đoán của nhiều người. Thách thức bộ vây dù chưa có kết quả chính thức, gần như chắc chắn ông Trump sẽ là ứng viên của Đảng Cộng hòa. Ở bên kia chiến tuyến, nhiều khả năng ứng viên Đảng Dân chủ sẽ tiếp tục là ông Biden. Ông Trump giành chiến thắng là viễn cảnh sẽ không khiến nhiều người bất ngờ. Theo kết quả được khảo sát bởi Wall Street Journal công bố hồi đầu tháng 4, trong số 7 bang được coi là chiến địa, ông Trump đang dẫn trước ở 6 bang: Pennsylvania, Michigan, Arizona, Georgia, Nevada và Bắc California. Wisconsin là bang duy nhất mà ông Biden tạm chiếm ưu thế. Tại châu Âu, khả năng ông Trump trở lại Nhà Trắng khiến nhiều người quan ngại, từ giới chính trị gia, chuyên gia tới công chúng. Nhìn chung, các nhà hoạch định chính sách và học giả châu Âu nhận định những đoàn tấn công của ông Trump nhanh vào lục địa già sẽ không dừng lại ở các phát ngôn, mà sẽ sớm trở thành các chính sách trên thực tế nếu Nhà Trắng đổi chủ. Với việc đội ngũ của ông Trump đã có sự chuẩn bị tốt hơn cả về khuôn khổ chính sách và nhân sự so với giai đoạn 2017-2021, châu Âu lo ngại chính quyền mới sẽ sớm đưa ra các biện pháp quyết liệt cả về đối ngoại, an ninh, kinh tế tới môi trường, tổn hại tới lợi ích của các đồng minh. Nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump nhiều khả năng ảnh hưởng tới hai khía cạnh chính sách cốt lõi của mối quan hệ xuyên đại Tây Dương, thương mại và quốc phòng ông Daniel Fiot, chuyên gia về quốc phòng tại trường quản trị Brussels, Bỉ, viết trong một bài báo cáo của Viện các vấn đề quốc tế và an ninh Đức SWB xuất bản tháng 3 năm 2024. Trong báo cáo, chuyên gia từ nhiều nước châu Âu phân tích quan điểm của từng quốc gia về viễn cảnh ông Trump trở lại nắm quyền, cũng như những cơ hội và thách thức mang lại với các nước. Đối với châu Âu, Mỹ là đối tác không thể thay thế trong việc ủng hộ Ukraine nói riêng và phòng vệ lục địa già nói chung. Tuy nhiên, nhiều học giả bày tỏ lo ngại ông Trump có thể cắt viện trợ cho Kiev, thậm chí buộc người Ukraine chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn mà họ cũng như châu Âu không mong muốn. Tuy những động thái gần đây của Quốc hội Mỹ khiến nước này ít có khả năng rút khỏi NATO, hoàn toàn có nguy cơ Mỹ giảm cam kết với an ninh châu Âu, với NATO hoặc với các nước thành viên, ông Charlie Sharonius Pasternak, nghiên cứu viên Viện các vấn đề quốc tế Phần Lan, FIA viết. Bên cạnh đó, các đồng minh của Mỹ tại châu Âu cũng lo ngại về vấn đề kinh tế thương mại. Ông Fiat dự đoán nếu đắc cử, ông Trump sẽ chỉ mũi dùi vào các ngành công nghệ cao thay vì thương mại truyền thống như nhiệm kỳ đầu điều này sẽ khiến các khoản thế quan trị giá 6,4 tỷ euro, gần 7 tỷ USD mà ông Trump áp đặt lên thép và nhôm châu Âu chỉ là số tiền nhỏ, vì chuyên gia phân tích, ông Trump sẽ không quên rằng một số công ty công nghệ có giá trị lớn nhất của Mỹ đã bị ủy ban châu Âu phạt liệu trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Mỹ có áp đặt cấm vận công nghệ với EU cho đến khi Ủy ban châu Âu buộc phải đảo ngược quyết định điều tra chống độc quyền và phạt các công ty công nghệ lớn Big Tech của Mỹ hay không? Cơ hội còn đó. Dù vậy, cũng có luồng quan điểm cho rằng ông Trump có thể là nhân tố tích cực với châu Âu vì hai bên có nhiều điểm chung về chính sách đối ngoại, an ninh hay bản sắc. Quan điểm này có xu hướng nổi trội hơn ở các nước Baltic và Trung Âu. Tiến sĩ Thomas Wells, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Hòa bình Prague, Cộng hòa Séc, chỉ ra trong con mắt của các nhà hòa định chính sách Séc, nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump không phải điều quá tồi tệ, ngoài trừ căng thẳng thương mại giữa Mỹ với EU. Donald Trump và đội ngũ của ông đã thiết lập quan hệ tốt với Trung Âu. Chính quyền của ông sau này được cho sẽ chú ý và tương tác với các đồng minh Trung Âu nhiều hơn chính quyền Biden, ông West nói. Một số ý kiến khác nhận định chính những thách thức từ ông Trump lại là điều tốt đẹp đối với châu Âu. Khi nước Mỹ ngày càng xa cách, các nước châu Âu sẽ càng phải dựa vào nhau để nâng cao năng lực tự chủ. Nếu ông Trump đắc cử tháng 11 tới, đây sẽ là bằng chứng cho thấy hai bờ đại Tây Dương ngày càng xa cách và đem đến thêm thách thức cho châu Âu về quốc phòng và thương mại. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho Pháp và châu Âu, bà Frim Montas, Viện Quốc tế Nghiên cứu Chiến lược, IISS phân tích. Theo bà Montas, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ coi đó là thắng lợi đối với công cuộc mà ông đang theo đuổi, tăng cường năng lực tự chủ chiến lược của châu Âu. Ông Macron nhiều khả năng sẽ cố gắng biến việc ông Trump trở lại Nhà Trắng thành cơ hội thay đổi bản chất mối quan hệ xuyên đại Tây Dương. Bà Montas chỉ ra ông ấy sẽ hướng đến ba lĩnh vực chính thúc đẩy năng lực quốc phòng của châu âu đại tu quan hệ kinh tế tài chính giữa các nước giàu và các nước nghèo thay thế đồng thuận washington bằng đồng thuận paris cũng như tìm cách thúc đẩy vấn đề chống biến đổi khí hậu các nước châu âu chỉ còn chưa đầy một năm để chuẩn bị cho nhiệm kỳ thứ hai của ông trump nếu viễn cảnh này trở thành sự thật giới chuyên gia cho rằng nhiệm vụ then chốt đối với châu âu là củng cố năng lực nội bộ và duy trì đoàn kết để cùng vượt qua thách thức nhiệm vụ chiến lược của các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ nặng nề hơn so với giai đoạn 2017-2021. Họ sẽ cần xử lý và duy trì quan hệ với Mỹ, tăng cường nội lực của châu Âu và dự thống nhất thay vì bị lợi dụng để đối đầu với nhau, các tác giả báo cáo của SWB viết. Cử tri dân chủ lung lay trước quân bài nhập cư của ông Trump. Ngày càng nhiều cử tri dân chủ thất vọng trước cách Tổng thống Mỹ Joe Biden xử lý vấn đề nhập cư đây là cơ hội vàng để phe Cộng hòa giành phiếu trong cuộc bầu cử tháng 11 tới. Bà Rasi Maritai là người gốc Latin tại thành phố Ezebat, bang Texas. Bà là thành viên của đảng Dân Chủ và từng bỏ phiếu cho cựu tổng thống Mỹ Barack Obama. Tuy nhiên, giờ đây bà ủng hộ ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump chủ yếu do vấn đề biên giới. Thật tồi tệ, có nhiều người và họ đang được phát thuốc men, tiền và điện thoại. Bà nói với AP, bà phàn nàn rằng những người nhập cư hợp pháp bị đối xử tồi tệ hơn thế. Cũng tại Egeo Pass, Rudy Menchaca, chủ một quán bar, cho rằng các vấn đề ở biên giới đang ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của anh. Menchaca tuyên bố, anh không ủng hộ các phát ngôn của ông Trump, nhưng sẵn sàng ủng hộ cựu tổng thống do tình hình thực tế. Tôi cần các binh sĩ ở quanh khi tôi kinh doanh, những đối tượng xấu có thể đột nhập. Anh nói về các binh sĩ bang Texas được điều tới biên giới. Esgobat vốn là thành trì hiếm hoi của phe dân chủ tại Texas, nơi Đảng Cộng hòa chiếm ưu thế. Ảnh hưởng của ông Trump và vấn đề người nhập cư tới cử tri dân chủ nơi đây thể hiện xu thế chung trên khắp nước Mỹ. Phe Cộng hòa đang tấn công đối thủ bằng một trong những quân bài hữu hiệu nhất họ đang sở hữu: nỗi thất vọng của cử tri. Theo một khảo sát được AB công bố hồi tháng 3, khoảng 2/3 số người Mỹ được hỏi không tán thành cách ông Biden xử lý vấn đề an ninh biên giới, bao gồm khoảng 40% đảng viên dân chủ, 55% người da đen trưởng thành và 73% người trưởng thành gốc Latin. Đây là điều các nhóm cử tri được ông Biden đặt nhiều kỳ vọng trong cuộc bầu cử sắp tới. Trong khi đó, khảo sát gần đây của Trung tâm Thăm dò Dư lượng Pew cho thấy 45% người Mỹ coi tình hình ở mức khủng hoảng, còn 32% cho rằng đây là vấn đề lớn. Giới chuyên gia đánh giá vấn đề nhập cư sẽ có nhiều ảnh hưởng tới bầu cử Mỹ năm nay. Nhập cư rõ ràng sẽ là một trong những vấn đề nổi trội, nếu không muốn nói là nổi trội nhất trong bầu cử 2024. Ít có khả năng tình hình vượt biên sẽ dịu đi trong mùa xuân và mùa hè này, trừ khi chính quyền Biden áp đặt các biện pháp mạnh, điều họ không thể hoặc không muốn làm. Ông Peter Skerry, giáo sư chính trị học tại trường Boston College, Mỹ, nói với Newsweek, trong những tháng còn lại, cả hai phe sẽ dành nhiều công sức để chứng minh phía đối thủ đang có chính sách sai lầm, cũng như khẳng định đảng mình sẽ đem tới giải pháp. Quỹ ban tranh cử của ông Biden mới đây khởi động chiến dịch quảng cáo trị giá 30 triệu USD nhằm vào các cử tri gốc Latin ở các bang chiến địa. Trong chiến dịch này, đội ngũ của ông chủ nhà trắng sẽ sản xuất nhiều sản phẩm truyền thống nhấn mạnh những phát ngôn của ông trump trước đây mô tả người gốc mexico là tội phạm nhà trắng cũng đang xem xét hàng loạt biện pháp nhằm hạn chế người nhập cư kể cả khi quốc hội mỹ không đạt được thỏa thuận lưỡng đảng giới hành pháp vẫn mong muốn tìm cách đơn phương thực thi quy định dù vậy đây không phải điều dễ dàng trong khi đó Đội ngũ của ông Trump không giấu giếm thực tế rằng cựu tổng thống sẽ nhắm đến vấn đề nhập cư khi vận động tranh cử tại các bang chiến địa. Khi số vụ bắt giữ người nhập cư trái phép tại biên giới Tây Nam của Mỹ đang đạt mức kỷ lục, ông Trump gọi đây là một cuộc xâm chiếm do phe dân chủ đạo diễn nhằm thay đổi tận gốc nước Mỹ. Ông Trump thậm chí cáo buộc ông Biden cho phép tội phạm và đối tượng khủng bố tiềm tàng nhập cảnh vào Mỹ mà không bị kiểm tra. Cơn đau đầu của phe dân chủ vấn đề biên giới có tác động lớn đến mức ngay cả những người dân ở xa biên giới cũng cảm nhận được tác động. Các đồng minh của ông Trump tiêu biểu là thống đốc Texas Chris Abbott đã lấy tiền của bang để chi trả cho các chuyến xe buýt chở hơn 100.000 người nhập cư tới các thành phố do phe dân chủ kiểm soát như New York, Denver hay Chicago. Lãnh đạo các thành phố này phải đau đầu giải quyết nơi ăn, chốn ở và dịch vụ chăm sóc y tế cho những người nhập cư. Trong khi ngân sách thành phố ngày càng trở nên eo hẹp, bên cạnh đó, tin tức trên các phương tiện truyền thông đại chúng địa phương cũng tương đối tiêu cực, người nhập cư bị coi là nguyên nhân của mọi vấn đề từ tội phạm tới bệnh sởi lây lan. Theo Newsweek, trong số những cử tri bầu cho ông Biden năm 2020, 38% ủng hộ xây tường ở biên giới giữa Mỹ và Mexico, trong khi chỉ có 34% phản đối. Nhiều người từng nghĩ rằng đây là điều mà các thành viên đảng Dân Chủ không thể đồng ý. Tuy nhiên, nền chính trị dựa trên sự sợ hãi đã lan rộng trong dân chúng Mỹ. Giáo sư Gilda Lup chuyên gia về an ninh biên giới tại Đại học Russell Manson, nói với Newsweek, cách vấn đề biên giới được phe bảo thủ tại Mỹ mô tả với thành công nhất định cũng ảnh hưởng tới phe Dân Chủ. Trong khi đó, phe Dân Chủ chưa thể mô tả vấn đề theo khía cạnh khác bà nói thêm, về phần mình, ngày càng nhiều cử tri dân chủ tại Ed Park tính đến phương án bầu cho ông Trump, dù đây không phải ứng viên họ hoàn toàn ủng hộ. Lựa chọn giữa ông Biden và ông Trump là điều khó khăn vì tôi là thành viên Đảng dân chủ, tuy nhiên, tôi không thích những gì đang diễn ra xung quanh mình, tôi không thích điều đang diễn ra ở biên giới. Tôi có thể sẽ chọn ông Trump và Asalia Kasare, người từng bầu cho ông Biden năm 2020, chia sẻ với Reuters. Người Mỹ tin tưởng ông Trump hơn ông Biden trong vấn đề kinh tế Kết quả khảo sát cho thấy, nhiều người Mỹ nói họ tin tưởng ông Trump hơn Tổng thống Biden trong lĩnh vực kinh tế và lạm phát. Kết quả khảo sát của ABC News IPSOS được công bố ngày 5 tháng 5 cho thấy, kinh tế và lạm phát nằm trong những vấn đề hàng đầu đối với cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay. 88% người Mỹ tham gia khảo sát cho biết nền kinh tế sẽ tác động quan trọng đến việc họ bỏ phiếu cho ai và 85% nói tương tự khi bàn về lạm phát. 46% người Mỹ tham gia khảo sát cho biết họ tin tưởng cựu tổng thống Donald Trump trong lĩnh vực kinh tế, trong khi 32% chọn tổng thống Joe Biden, 21% nói không tin tưởng cả hai ứng viên. 44% người tham gia khảo sát tin ông Trump sẽ xử lý tốt tình trạng lạm phát, 30% nghĩ ông Biden sẽ làm tốt hơn, 25% không tin tưởng ứng viên nào. 43% số người được hỏi cho biết tình hình tài chính của họ không khá hơn từ khi ông Biden trở thành tổng thống. 40% nói tình hình vẫn như cũ và 16% khá giả hơn. Về cuộc tái đấu giả định giữa ông Biden và ông Trump tháng 11 tới, 46% người tham gia khảo sát ủng hộ ông Trump và 44% ủng hộ ông Biden. Tuy nhiên, trong số những cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu, 46% ủng hộ ông Biden và 45% ủng hộ ông Trump. Ông Biden cũng được coi là trung thực và đáng tin cậy hơn ông Trump theo kết quả thăm dò. Về việc bảo vệ nền dân chủ, hai ứng viên nhận được tỷ lệ ủng hộ ngang nhau. Cuộc khảo sát của ABC News IPSOS được thực hiện trực tuyến với 2.260 người trưởng thành ở các nhóm cử tri Cộng hòa, Dân chủ và Độc lập, từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4. Trump so sánh chính quyền Biden với Đức Quốc xã Nhà Trắng chỉ trích cựu Tổng thống Trump phát ngôn cực đoan sau khi ông vì chính quyền đương nhiệm với mật vụ Ketapo thời phát xít Đức cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc tiếp các nhà tài trợ Đảng Cộng Hòa tại bang Florida hôm 4 tháng 5 đã giận dữ bình luận về rắc rối pháp lý đang bủa vây bản thân ông, đế chế kinh doanh, những người thân cận và chiến dịch tái tranh cử. Ông cáo buộc đội ngũ của Tổng thống Joe Biden đứng sau loạt vụ kiện và truy tố, chỉ trích Nhà Trắng hành xử như mật vụ Getapo thời phát xít Đức, theo ghi âm bài phát biểu tại sự kiện bị dò dỉ cho báo chí Mỹ. Getapo là lực lượng cảnh sát mật của trùm phát xít Adolf Hitler, khét tiếng với những tội ác nhắm người Do Thái và đàn áp mọi đối thủ của chính quyền Đức Quốc xã trong giai đoạn 1933 đến 1945. Họ đang điều hành chính quyền kiểu Ketapo, họ nghĩ chỉ có cách đó mới đánh bại được tôi, nhưng thật ra họ đang đâm đầu vào chỗ chết, dù thế nào tôi cũng chẳng quan tâm, ông Trump nói với các mạnh thường quân Đảng Cộng Hòa. Trả lời phỏng vấn trên CNN ngày 5 tháng 5, Thống đốc bang Bắc Dakota Dobugum Thành viên Đảng Cộng hòa nói ông cũng có mặt tại sự kiện vận động tài trợ của Trump ở Florida và xác nhận bình luận gây tranh cãi từ cựu tổng thống. Đây là một bình luận ngắn ngoài lề, không phải nội dung chủ đạo mà ông ấy muốn truyền đạt tại sự kiện, Bogum nói. Phần lớn người dân Mỹ cũng cảm thấy phiên tòa xét xử Trump có động cơ chính trị. Chính quyền tổng thống Joe Biden đã phản ứng gay gắt và chỉ trích phát biểu này của ông Trump, James Singer, người phát ngôn cho chiến dịch tái tranh cử của ông Biden, cáo buộc ông Trump xỉ nhục sự kiện diệt chủng người Do Thái công kích lực lượng chấp pháp, cổ suý bạo lực và đe dọa nền dân chủ. Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Andrew Bass ngày 5 tháng 5 cũng chỉ trích ông Trump phát ngôn cực đoan như phát xít và trung thuyền với những người theo tư tưởng phát xít mới, truyền bá thuyết âm mưu sai trái khiến cảnh sát phải trả giá bằng sinh mạng. Trong khi đó, chính Tổng thống Biden đang giúp nhân dân Mỹ đoàn kết, tập trung vào những giá trị chung của đất nước về dân chủ và pháp quyền. Chủ trương này đang khiến tỷ lệ tội phạm bạo lực tại Mỹ giảm sâu nhất trong vòng 50 năm qua, Bass nói. Trước phát ngôn đề cập tới Getapo, ông Trump đã nhiều lần tranh cãi vì những ngôn từ gây liên tưởng đến chính trị cựu hữu hoặc Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Ông từng gọi các đối thủ chính trị của mình là sâu bọ và chỉ trích làn sóng người nhập cư bất hợp pháp đang đầu độc dòng máu của nước Mỹ. Những người chỉ trích Trump trong Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ cáo buộc ông phát ngôn như trùng phát xít Hitler và Benito Mussolini. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn vào tháng 12 năm 2023, cựu Tổng thống Mỹ lại lập luận rằng phát biểu của mình bị hiểu sai. Tôi không biết gì về Hitler, tôi không biết Hitler từng nói gì, với những gì tôi đọc được trên báo, những điều ông ấy từng nói đều khác xa những thứ tôi nói, Trump khẳng định. Nỗ lực lựa chọn cấp phó trong thầm lặng của ông Trump Chiến dịch của ông Trump đang thầm lặng sàng lọc ứng viên cấp phó, trong khi cựu Tổng thống cảm thấy không cần vội công bố bạn đồng hành. Ông Donald Trump hội đủ điều kiện để trở thành ứng viên đại diện Đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống từ tháng 3, sau khi thắng áp đảo hàng loạt cuộc bầu cử sơ bộ ở các bang khiến đối thủ lần lượt bỏ cuộc. Nhưng Trump dường như không vội chọn bạn đồng hành, dù ứng viên cấp phó có thể hiện diện liên tục trên đường đua, truyền tải thông điệp tranh cử trong thời gian ông phải hầu tòa ở New York. Tôi sẽ chọn, nhưng không quá sớm trước Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa, RNC. Ông Trump trả lời phỏng vấn tại bang Wisconsin hôm 1 tháng 5. RNC năm nay tổ chức ở thành phố Milwaukee, bang Wisconsin ngày 15 đến ngày 18 tháng 7. Thông thường, ứng viên phó tổng thống sẽ phát biểu trước các đại biểu vào tối trước ngày sự kiện kết thúc. Năm 2016, ông Trump chọn bạn đồng hành là Mike Pence khi đó là thống đốc bang Indiana trong tuần ngay trước khi RNC diễn ra. Ngoài Wisconsin, ông Trump ngày 1 tháng 5 còn đến Michigan vận động tranh cử. Cựu tổng thống từng thắng hai bang chiến trường này năm 2016, nhưng sau đó thất bại trước đối thủ Joe Biden năm 2020. Đây là lần đầu Trump trở lại đường đua từ khi Tòa hình sự Manhattan ngày 15 tháng 4 bắt đầu xét xử ông với cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền ém thông tin bất lợi khi tranh cử năm 2016. Quá trình xét xử kéo dài ít nhất 6 tuần và Trump phải có mặt tại tòa 4 ngày làm việc mỗi tuần, trừ các thứ tư, bà mòn đáng kể quỹ thời gian của cựu Tổng thống. Tuy nhiên, cựu Tổng thống cho biết vụ kiện ở New York không khiến ông phải đẩy nhanh quy trình tìm bạn đồng hành tranh cử. Đội ngũ của ông Trump vẫn chưa hoàn tất giai đoạn đầu của quá trình sàng lọc ứng viên phó tổng thống tiềm năng. Bảy nguồn thạo tin nói với NBC News, các ứng viên hàng đầu chưa nhận được câu hỏi khảo sát hay đề nghị cung cấp thông tin. Một số đồn đoán cho rằng ông Trump đang đánh giá khả năng gây quỹ của ứng viên. Ông Trump hiện chưa xem xét danh sách ứng viên tiềm năng như từng làm suốt nhiều tuần năm 2016 trước khi chọn ông Pence. Nhiều ứng viên sẽ cùng ông Trump tham gia một sự kiện gây quỹ cuối tuần này ở Palm Beach, bang Florida, đây có thể coi là một buổi sàng lọc. Mọi thứ đã diễn ra thầm lặng một thời gian, một cố vấn của ông Trump nói khi được hỏi về cuộc tìm kiếm ứng viên phó tướng. Một nguồn thạo tin nói, đội tranh cử của ông Trump chưa tiếp xúc trực tiếp các ứng viên nhưng đã tìm kiếm kỹ về họ. Trong các ứng viên tiềm năng, có thượng nghị sĩ Marco Rubio thuộc Florida, Tim Scott thuộc Nam Carolina, G.D. Vance thuộc Ohio, thống đốc Dobugum thuộc Bắc Dakota và Chris Tinoen, thuộc Nam Dakota, Hạ nghị sĩ Byron Dona thuộc Florida, Elise Stefanik thuộc New York cùng Ben Carson, cựu bộ trưởng phát triển nhà ở và khu đô thị dưới thời Trump. Ngoại trừ Carson, họ đều được coi là khách mời đặc biệt tại sự kiện cuối tuần này. Đây chắc chắn là cơ hội để các lãnh đạo năng động nhất của chúng ta thể hiện thông điệp chiến thắng, chấm dứt nhiệm kỳ yếu kém và thiếu trung thực của ông Biden. Brian Hung, cố vấn cấp cao của Trump nói, những người ủng hộ tài chính cho ông Trump cùng chương trình nghị sĩ nước Mỹ trên hết sẽ thấy rằng họ đang cứu giúp đất nước này bằng chiến thắng vào tháng 11. Các nguồn thạo tin cho biết doanh nhân Vivek Ramaswamy và thống đốc Florida Ron DeSantis, hai ứng viên tổng thống bỏ cuộc hồi tháng 1, gần như chắc chắn không trong cuộc đua ghế cấp phó. Trong khi đó, nô âm cũng không còn cơ hội sau khi hứng chỉ trích vì kể câu chuyện từng bán chết cháu của mình cách đây 20 năm để chứng minh bà đủ năng lực ra quyết định khó một số nữa chính là sự khó đoán của trump cả về thời điểm thông báo và ứng viên ông có thể thêm hoặc bớt danh sách nguồn tin thân cận một ứng viên phó tướng tiềm năng nói sự kiện gây quỹ sẽ là thước đo tài năng quyên tiền bất cứ ai nói họ biết thời điểm hay người được ông trump chọn làm phó tướng đều là kẻ dối trá trừ khi đó chính là ông trump tuyên bố hằng bổ sung việc sàng lọc ứng viên được cho là chủ đề thường xuất hiện trong các cuộc trao đổi tại tư dinh maalago của trump cựu tổng thống thường xuyên hỏi khách mời về các lựa chọn Tuy nhiên, một nguồn tin nói tình hình khó có thể tiến triển bởi ông còn đang phải hầu tòa. Ông ấy không thể tập trung vào việc gì khác ngoài quá trình xét xử đang diễn ra, người này nói. Ryan William, trợ lý cấp cao chiến dịch tranh cử của Mitt Romney năm 2012 cho biết, ứng viên Tổng thống Cộng hòa này đã đưa ra lựa chọn phó tướng vài tuần trước khi RNC diễn ra tháng 8 cùng năm. William nêu ra một số khác biệt giữa tình thế của Romney và Trump Brunei tháng 4 năm 2012 vẫn đang phải đối phó đối thủ cùng đảng là Rick Satorung trong mùa bầu cử sơ bộ. Brunei khi đó được đưa tin miễn phí nhờ truyền thông liên tục đồn đoán về ứng viên cấp phó của ông. Việc lựa chọn phó tướng phần nào nhằm thu hút truyền thông đến chiến dịch của mình hơn, William nói. Trong thì khác, ông ấy đã có đủ sự chú ý cần thiết, ông ấy cũng đang phải dành hầu hết thời gian ở phòng dự án. Theo William, ông Trump có thể thực hiện quy trình lựa chọn ít cấu trúc hơn so với những chiến dịch trước. Hầu hết những cái tên ông ấy đề cập dường như đều đã được sàng lọc kỹ, như Scott và Rubio đều từng tranh cử Tổng thống, William nhận định. Ngoài ra, ông Trump cũng có lý do để không đưa ra lựa chọn lúc này. Nhiều ứng viên thường xuất hiện trên truyền thông bên vực Trump như Scott, Vance hay Bukum, và ông có thể coi đây là một buổi thử giọng. Tại sao Trump phải đánh cược, làm suy giảm sự ủng hộ này bằng việc loại bỏ họ khỏi danh sách ứng viên phó tướng? Một chiến lược gia Đảng Cộng Hòa nói, Tôi nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra muộn tốt hơn là sớm. Trump thích sự kịch tính, kiểu như chương trình thực tế người tập sự của ông. Ông Tập Cận Bình nêu điều kiện đàm phán hòa bình Nga-Ukraine. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng bất cứ đàm phán hòa bình nào về Ukraine phải được sự công nhận của cả Nga và Ukraine. Phát biểu trong chuyến thăm Pháp ngày 6 tháng 5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết ông ủng hộ Hội nghị quốc tế về hòa bình Ukraine chỉ khi hội nghị được cả Moscow và Kiev công nhận. Lịch sử đã cho thấy xung đột chỉ có thể được giải quyết bằng đàm phán. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh và lưu ý rằng cần có sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và thảo luận công bằng về tất cả các kế hoạch hòa bình. Ông Tập Cận Bình dường như đề cập đến Hội nghị Hòa bình Toàn cầu về Ukraine do Thụy Sĩ tổ chức vào tháng 6 tới, theo đề nghị của Kiev. Thụy Sĩ đã mời đại diện của 160 quốc gia và các tổ chức quốc tế tham dự, song không mời Nga. Chính phủ Thụy Sĩ xác nhận Nga không được mời ở giai đoạn này, song khẳng định các đàm phán sau này không thể thiếu Nga. Về phần mình, Moscow tuyên bố bất cứ thảo luận nào về hòa bình Ukraine mà không có Nga đều không có kết quả. Ông Tập Cận Bình cảnh báo các bên không bôi nhỏ Trung Quốc về xung đột Ukraine, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh đang đóng vai trò tích cực trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình. Chúng tôi, Trung Quốc, phản đối việc sử dụng cuộc khủng hoảng này để đổ trách nhiệm lên một nước thứ ba và làm khoan ố hình ảnh của nước này cũng như kích động một cuộc chiến tranh lạnh mới, ông nói. Trung Quốc từ lâu cũng đã hối thúc các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga, đồng thời đưa ra kế hoạch hòa bình 12 điểm nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Đề xuất của Bắc Kinh có lời kêu gọi chấm dứt hành động thù địch, nối lại đàm phán hòa bình, từ bỏ tâm lý chiến tranh lạnh và tôn trọng chủ quyền của tất cả các quốc gia. Đề xuất này nhận được sự ủng hộ của Nga nhưng vấp phải sự thờ ơ của phương Tây. Ủng hộ ngừng bắn, dịp thế vận hội trong cuộc họp hôm qua với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Tập Cận Bình cũng bày tỏ sự ủng hộ việc Pháp kêu gọi ngừng bắn toàn cầu dịp diễn ra Thế vận hội ở Paris vào mùa hè này. Với tư cách là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là một quốc gia có trách nhiệm, Trung Quốc cùng với Pháp kêu gọi một lệnh ngừng bắn trên thế giới trong thời gian diễn ra Thế vận hội Paris, Chủ tịch Tập Cận Bình nói. Đình chỉ xung đột vũ trang theo thỏa thuận đình chiến Thế vận hội là một truyền thống lâu đời và ông Macron tuyên bố sẽ nỗ lực đạt được điều này khi Paris đăng cai Thế vận hội từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8 giới chức pháp hy vọng sự ủng hộ của nhà lãnh đạo trung quốc là dấu hiệu cho thấy ông có thể sử dụng ảnh hưởng của mình để thuyết phục nga đạt được thỏa thuận đình chiến khi tổng thống vladimir putin tới bắc kinh vào cuối tháng này các nguồn tin ngoại giao pháp cho hay ông tập cũng phát tín hiệu rõ ràng rằng bắc kinh không có ý định cung cấp vũ khí cho chiến dịch quân sự của nga ở ukraine bắc kinh sẵn sàng xem xét vấn đề nguồn cung vật liệu mà moscow có thể sử dụng cho cả mục đích quân sự và dân sự Hà Lan sẽ bắt đầu cung cấp F-16 cho Ukraine vào mùa thu. Euronpin Pravda đưa tin, trong cuộc họp tại Vilnius, Litva, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kaisa Oloren cho biết nước này có kế hoạch bắt đầu chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine vào mùa thu. Lịch trình giao hàng này cung cấp theo lộ trình của Liên minh. Chúng tôi đã lên kế hoạch mọi thứ cho chương trình, bao gồm đào tạo phi công Ukraine, đào tạo nhân viên bảo trì và bàn giao máy bay thật. Bà lưu ý. Bộ trưởng Hà Lan cho biết các phi công Ukraine đang được đào tạo ở một số quốc gia. Nếu chúng tôi cố gắng đi theo con đường này và tất nhiên mọi thứ đều có lợi cho Kiev ngay trên đất nước của họ, thì chiếc máy bay đầu tiên sẽ được Đan Mạch giao vào mùa hè này. Chúng tôi hy vọng sẽ gửi tới Ukraine từ mùa thu với những chiếc F-16 của chúng tôi, bà cho biết thêm. Mới đây, đại sứ Đan Mạch tại Kiev, On Enbert Mikkelsen, chia sẻ rằng ông lạc quan về việc tiêm kích F-16 sẽ đến Ukraine vào mùa hè. Trước đó, chính phủ Mỹ đã quyết định đẩy nhanh việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 của riêng mình cho Ukraine và thực hiện việc này trước cuối năm 2024 mà không cần chờ đến khi thành lập nội các mới. Theo truyền thông đưa tin, những chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên sẽ xuất hiện trên bầu trời Ukraine vào khoảng tháng 6 năm 2024. Ba Lan sẽ tiếp tục hỗ trợ Stanlin cho Ukraine. European Rapda đưa tin, Phó Thủ tướng phụ trách đổi mới phát triển giáo dục, khoa học và công nghệ, Bộ trưởng chuyển đổi số Ukraine Mikhail Fedorov cho biết Ba Lan sẽ tiếp tục chi trả cho hoạt động của hơn 20.000 thiết bị đầu cuối Starlink mà nước này đã chuyển giao cho Ukraine. Ba Lan là đối tác nhất quán của chúng tôi trên con đường số hóa. Đất nước này cung cấp hơn 20.000 thiết bị đầu cuối Starlink, trở thành một phần của cơ sở hạ tầng quan trọng, cung cấp cho người Ukraine thông tin liên lạc và Internet. Ông Fedorov lưu ý sau cuộc gặp với phó thủ tướng, bộ trưởng bộ số hóa Cộng hòa Ba Lan, Ryszard Gajewski. Sức mạnh F-16V rắn hổ lục, tiêm kích được nhiều nước lựa chọn. Ra đời để làm máy bay đa năng, F-16 Fighting Falcon là máy bay chiến đấu phản lực đa năng do General Dynamics và Lockheed Martin chế tạo. Được khai sinh bởi một chương trình nhằm tìm kiếm mẫu máy bay chiến đấu hạng nhẹ, một người lái, một động cơ cho không quân Mỹ đầu những năm 1970, nó đã trở thành một loại máy bay chiến đấu đa nhiệm thành công với hơn 4.500 chiếc đã được chế tạo từ năm 1976, song hành cùng F-15 Eco. Độ linh hoạt và giá thành không quá cao là lợi thế chính mang lại thành công của F-16 trên thị trường xuất khẩu đến 25 quốc gia. F-16 có buồng lái gắn kính hình bong bóng, hoàn toàn không có điểm mù, vị trí thanh điều khiển thuận lợi cho tác nghiệp trong điều kiện trọng lực cao, ghế nghiêng 30 độ giúp giảm hiệu ứng trọng lực lên phi công. Đây cũng là chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên có thiết kế chống lại trọng lực quay vòng, là một trong số ít các máy bay phản lực có tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng lớn hơn một, nhờ đó có khả năng tăng tốc rất tốt. Dù không được trang bị thêm, F-16 vẫn giữ một vai trò quan trọng trong không quân Mỹ hiện nay và tương lai gần và vẫn được chế tạo cho xuất khẩu. F-16 có chiều dài 15m, sải cánh 9,96m, bán kính tác chiến khi mang đầy đủ vũ khí là 550km, tầm bay khoảng 4.200km khi mang bình xăng phụ. Tuy chỉ có một động cơ, nhưng máy bay có thể đạt vận tốc trên Mach 2, lấy độ cao 15.240m trên phút, có khả năng đánh chặn tốt. Tiêm kích này được trang bị 11 giá treo để mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất, không đối hải, nhiều loại bơm dẫn đường thông minh khác, cùng một pháo Gatling 6 nòng cỡ nòng, 20mm với cơ số đạn 511 viên để không chiến tầm gần. Tuy là tiêm kích hạng nhẹ nhưng tải trọng vũ khí của F-16 lên tới 7,7 tấn, vượt cả tiêm kích hạng nặng Su-27 của Nga gần bằng Su-35 8 tấn. F-16 đã tham gia chiến dịch 1991 khi khả năng đa nhiệm của F-16 được thể hiện bằng việc làm tê liệt hoàn toàn mạng lưới phòng không của Iraq từ diệt radar đến đánh chặn, tiếp theo là tuần tra các vùng cắm bài tại nước này. Sau đó, F-16 được liên quân sử dụng trong cuộc chiến tại Bắc Canh và không kích Nam Tư. Các quốc gia mua F-16 còn tích hợp các thiết bị chuyên dùng cho các nhiệm vụ riêng biệt như thiết bị gây nhiễu điện tử ECM, thiết bị dẫn bắn, cảm biến, vân vân, đảm bảo cho F-16 tiếp tục hiện diện trong môi trường không chiến với các đòi hỏi ngày càng cao. Dễ dàng cập nhật các loại vũ khí, theo Lockheed Martin, công nghệ cốt lõi mang lại sức mạnh cho Viber nằm ở radar quét mạng pha điện tử chủ động AESA-AN trên ABG-83, tầm hoạt động xa gấp 2 lần con số 296 km của AN trên ABG-68 trên F-16C, Sệt D, Block 60 cho phép phát hiện phân loại mục tiêu với độ chính xác cao cùng hệ thống điện tử hàng không tiên tiến. Ngoài ra, các chùm tia điện tử được truyền đi trên nhiều tần số khác nhau sẽ khiến đối phương rất khó phát hiện cũng như thực hiện biện pháp gây nhiễu, giúp máy bay có thể bí mật tung đoạn tấn công ở cự ly an toàn. Ngoài khả năng mang tất cả các loại tên lửa bơm tiên tiến nhất, F-16V Fiber còn được trang bị thiết bị hỗ trợ bắn Stiber, tự động phát hiện theo dõi mục tiêu và cung cấp tọa độ GPS để dẫn đường cho vũ khí tấn công. Phi công cũng được trang bị hệ thống ngắm bắn gắn trên mũ bay, tăng khả năng tác chiến của tên lửa tầm nhiệt AIM-9X. Hầu hết các thiết bị cơ điện trong buồng lái của F-16V đã được thay thế bởi một màn hình hiển thị đa năng. Máy bay này tương tác được với F-35 và F-22 thông qua một đường liên kết dữ liệu đặc biệt, được quản lý bởi hệ thống máy tính trung tâm thế hệ mới. Ngoài việc có thể sử dụng hơn 180 loại vũ khí khác nhau, hệ thống điện tử kiến trúc mở cho phép F-16V dễ dàng cập nhật các vũ khí không phải do Mỹ sản xuất, đưa nó trở thành một trong những máy bay chiến đấu linh hoạt nhất thế giới. F-16 Viper của Đài Loan còn có thêm một tính năng đáng lưu ý khác, được nâng cao khả năng tàn hình nhờ lớp phủ radar Health Class 2 Fram giúp giảm diện tích phản xạ radar 20-30%, một công nghệ cao cấp chỉ được Mỹ chia sẻ cho một vài đồng minh thân thiết. F-16V được các chuyên gia quân sự đánh giá là một trong những chiến đấu cơ thế hệ 4 cộng cộng hàng đầu thế giới, có năng lực tác chiến không thua các chiến đấu cơ như JAS 39 ef của Thụy Điển hay Eurofighter Typhoon của châu Âu. Nó được đánh giá là ngang ngửa với tiêm kích SU-35 của Nga ở một số khía cạnh. Thậm chí, năng lực không chiến ngoài tầm nhìn của F16V còn được đánh giá cao hơn nhờ được trang bị radar có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách hơn 400 km. Tiêm kích F16 được tính nhiệm Máy bay F-16 Fighting Falcon được chính thức đưa vào hoạt động chiến đấu từ năm 1978, đã tham gia vào nhiều cuộc xung đột vũ trang mà Mỹ và các đồng minh tham gia ở Trung Đông, Iraq, Afghanistan và Nam Tư. Các máy bay này cũng được Thổ Nhĩ Kỳ tích cực sử dụng để chống lại du kích người Quốc, Venezuela, chống lại các bang đảng ma túy, Pakistan, chống lại các nhóm khủng bố và trong cuộc xung đột với Ấn Độ. F-16 Fighting Falcon là máy bay chiến đấu phản lực đa năng hạng nhẹ hiện đại, được phát triển bởi General Dynamics. Năm 1993, General Dynamics bán mạng sản xuất máy bay của mình cho tập đoàn Lockheed, nay là Lockheed Martin. Mặc dù tên phổ biến chính thức của F-16 là Fighting Falcon, nó được các phi công biết đến dưới tên Viper, mật danh dự án của General Dynamics trong thời gian đầu phát triển. F-16 có kiếp lái một thành viên, dài 14,8m, cao 4,8m, sải cánh 9,8m, trọng lượng cất cánh 16,875 tấn, tốc độ 2.100 km h tầm bay trên 3.200 km, trần bay 15.240 m. Chiến đấu cơ hạng nhẹ này được trang bị một khẩu pháo M61 Vulcan và có thể được trang bị thêm tên lửa không đối không và nhiều loại tên lửa hoặc bơm. F-16 Fighting Falcon được coi là một chiến đấu cơ xuất sắc trong không chiến. Ngay từ đầu, F-16 đã được dự định trở thành một con người chiến hiệu quả về chi phí, có thể thực hiện nhiều loại nhiệm vụ khác nhau và duy trì trạng thái sẵn sàng hoạt động suốt ngày đêm. Đây là chương trình máy bay chiến đấu lớn nhất và có lẽ là quan trọng nhất của phương Tây với hơn 4.000 chiếc được chế tạo. Mặc dù từ 2.000 không quân Hoa Kỳ không đặt hàng, F-16 vẫn được sản xuất để xuất khẩu. Riêng ở Mỹ, tính đến năm 2019, tiêm kích F-16 được biên chế trong không quân gồm 442 chiếc phiên bản F-16C và 114 chiếc phiên bản F-16D. Trong hải quân, 10 F chiếc phiên bản 16A, và 4 chiếc phiên bản F16B, trong Không quân Lực lượng Cận vệ Quốc gia, 291 chiếc phiên bản F16C và 45 chiếc phiên bản F16D. Tính linh hoạt của Fighting Falcon là lý do tối quan trọng khiến nó thành công trên thị trường xuất khẩu và đang phục vụ tại 25 quốc gia ở nước ngoài. F16 được vận hành ở Bahrain, Bỉ, Hy Lạp, Đan Mạch, Ai Cập, Israel, Jordan, Indonesia, Maroc, Hà Lan, Na Uy, UAE Oman, Pakistan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Chile, Iraq và Romania. Lockheed Martin mở dây chuyền sản xuất mới. Trước đây, các máy bay chiến đấu được sản xuất tại cơ sở ở Fort Worth, Texas, nhưng dây chuyền này đã bị đóng cửa 3 năm trước và việc sản xuất máy bay chiến đấu đã ngừng hoạt động. Dây chuyền sản xuất tại nhà máy Lockheed Martin Springfield, Nam Carolina hiện là dây chuyền duy nhất trên thế giới sản xuất máy bay chiến đấu F-16. Không quân Mỹ từ lâu đã định hướng lại các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, nhưng nhiều đối tác nước ngoài của Mỹ quan tâm đến những chiếc F16 cũ tốt với giá rẻ hơn nhiều. Bộ Quốc phòng Mỹ đã nhận tổng cộng khoảng 14 tỷ USD từ năm đối tác quân sự nước ngoài để chế tạo 128 máy bay chiến đấu F16 vào năm 2026. Các máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên sẽ được xuất xưởng vào năm 2022, sẽ được chuyển giao cho một số đối tác quốc phòng nước ngoài, bao gồm Bahrain, Bulgaria, Slovakia và Đài Loan. Người ta cũng cho rằng trong tương lai gần sẽ có những yêu cầu mới từ nước ngoài cần cập nhật máy bay chiến đấu của họ hoặc mua thêm máy bay chiến đấu. Hoa Kỳ cũng đang dựa vào đơn đặt hàng của Ấn Độ. Vì vậy, phía Ấn Độ được cung cấp các phiên bản đặc biệt của máy bay chiến đấu F-16 là F-21. Mặc dù được trang bị công nghệ hàng chục năm tuổi, nhưng những chiếc F-16 mới sẽ được tích hợp radar mạng và quét điện tử chủ động Active Electronic Holy Scan Array AESA là tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến tầm xa hơn và thùng nhiên liệu phù hợp với thân máy bay, F-16 Block 70-72 hay F-16V mới mang đến nhiều cải tiến hiện đại cho chiến trường với radar ABG-83 AESA, khả năng tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại, máy tính điều khiển chuyến bay mới và AUTO GCAS, một tính năng giúp máy bay tránh chạm đất nếu phi công bất tỉnh hoặc mất phương hướng nó đơn giản và nhẹ hơn nhiều so với tiền nhiệm, nhưng sử dụng khí động học và hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, bao gồm cả việc sử dụng fly by wire fbw hệ thống thay thế các điều khiển bay bằng tay thông thường của máy bay bằng giao diện điện tử. Các chuyển động của bộ điều khiển bay được chuyển đổi thành tín hiệu điện tử truyền qua dây và máy tính điều khiển chuyến bay xác định cách di chuyển bộ chuyển động ở mỗi bề mặt, điều khiến nó có biệt danh là máy bay phản lực điện tử để duy trì hiệu suất cao. Theo đại tá Brian Benson Thuộc Trung tâm quản lý vòng đời máy bay chiến đấu và cục máy bay tiên tiến của lực lượng Không quân và là trưởng nhóm kinh doanh F-16 cho quân đội nước ngoài, Không quân Mỹ cũng đang xem xét các yêu cầu bổ sung đối với F-16 từ các đối tác quân sự khác. Bên cạnh việc chế tạo những chiếc F-16 mới, các đối tác đang làm việc để hiện đại hóa 405 chiếc F-16 hiện do bốn quốc gia đối tác vận hành với cấu hình V, bao gồm radar mới và các nâng cấp khác làm cho chúng tương tự máy bay sẽ ra được xuất xưởng tới đây. Quy lực của F-16, chiến đấu cơ Ukraine muốn nhận được từ phương Tây. Liệu tiêm kích 16 do Mỹ sản xuất là vũ khí Ukraine đang mong muốn được phương Tây cung cấp có thể thay đổi cục diện cuộc xung đột hiện tại hay không? Sau khi Mỹ và các nước châu Âu đã cam kết sẽ cung cấp cho Ukraine xe tăng hạng nặng, cố vấn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Yuri Isak, nói mục tiêu tiếp theo của Kiev là nhận được các máy bay chiến đấu từ phương Tây. Nếu chúng tôi có được F-16, lợi thế trên chiến trường sẽ vô cùng to lớn, không chỉ là F-16. Máy bay thế hệ thứ tư là những gì chúng tôi muốn, ông Yuri sát nói. Cho đến nay, gần một năm kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng, cuộc giành quyền kiểm soát bầu trời Ukraine vẫn rất quyết liệt. Vào giai đoạn đầu của cuộc xung đột, các chuyên gia đánh giá rằng lực lượng không quân vũ trụ Nga VKS sẽ nhanh chóng áp đảo lực lượng không quân Ukraine và chiếm ưu thế trên không. Lực lượng không quân của Nga cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động vũ trang phối hợp chống lại lực lượng bộ binh Ukraine. Tuy nhiên, kịch bản này đã không xảy ra. Một viện nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Dịch vụ Hoàng gia Anh, RUSI, công bố vào tháng 11 năm 2022 cho thấy trong khi VKS có thể thực hiện một số nhiệm vụ tấn công quan trọng trong những tuần đầu của cuộc xung đột. Sang đến tháng 3 năm 2022, lực lượng này đã giảm khả năng hoạt động trong không phận do Ukraine kiểm soát, ngoại trừ, độ cao rất thấp cả hai bên chủ yếu đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa. Theo đánh giá của một số nhà quan sát, Ukraine có thể có cơ hội sử dụng các máy bay hiệu suất cao như F-16 để đạt được ưu thế trong các hoạt động tấn công trên không. Trong khi đó, các xe tăng do phương Tây cung cấp sẽ tăng cường khả năng chiến đấu trên mặt đất cho Ukraine. F-16 Fighting Falcon là máy bay chiến đấu phản lực đa năng do General Dynamics và Lockheed Martin phát triển cho không quân Mỹ. Tiêm kích này dài 14,8m, cao 4,8m, sải cánh 9,8m, trọng lượng cất cánh 16,875 tấn, tốc độ 2.100 km h tầm bay trên 3.200 km, trần bay 15.240 m. Máy bay chiến đấu hạng nhẹ này được trang bị một khẩu pháo M-61 Falcon và hai tên lửa AIM-9 Sidewinder, tên lửa lửa AIM-9 Sidewinder có tầm bắn tối đa 35,4 km, đạt phần tốc Mach 2,7. F-16 nếu được trang bị vũ khí không đối không có thể sẽ mang lại ưu thế trên không cho không quân Ukraine và tạo ra mối đe dọa đối với không quân Nga. Tuy nhiên, 19 Fortify nhận định rằng việc gửi máy bay chiến đấu đến Ukraine sẽ không phải là yếu tố thay đổi cục diện cuộc xung đột ngay lập tức. Việc đào tạo phi công và phi hành đoàn, bảo trì, tiếp nhiên liệu và duy trì sẽ cần một khoản chi phí lớn. Sau đó sẽ có những vấn đề về cách sử dụng máy bay, cách kiểm soát trong các hoạt động và tích hợp chúng vào cấu trúc của lực lượng không quân Ukraine. Tất cả những điều này đều có thể giải quyết được nhưng sẽ mất thời gian. Việc đưa những binh sĩ đang tham chiến ở Ukraine để huấn luyện sử dụng F-16 trong thời gian dài cũng là điều không mấy khả thi. Liệu Ukraine có nhận được tiêm kích F-16? VKS đã thận trọng về các hoạt động trên không do sự hiệu quả của hệ thống phòng không Ukraine. Dù lực lượng không quân của Nga đang phải đối mặt với các vấn đề mang tính hệ thống khác, nhưng họ vẫn chiếm ưu thế hơn so với Ukraine trong các trận không chiến. Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga nếu được trang bị và điều khiển phù hợp sẽ có khả năng cạnh tranh với F-16, dù tiêm kích này có phạm vi hoạt động xa hơn, khả năng phát hiện và tiêu diệt mục tiêu hiệu quả hơn. Sự khác biệt sẽ là về số lượng máy bay chiến đấu giữa Nga và Ukraine. Phương Tây sẽ không có số lượng lớn máy bay chiến đấu thay thế để chuyển đến Ukraine, trong khi Nga có thể triển khai số lượng tiêm kích lớn để đối đầu với lực lượng Ukraine trên chiến trường. Trong trường hợp cần thiết, Moscow có thể sẽ bổ sung lực lượng phòng không bị phá hủy. Vì vậy, điều quan trọng đối với Ukraine là phải bảo vệ các nguồn lực không quân mới cho cuộc tấn công lớn có thể xảy ra. Pháp và Ba Lan dường như sẵn sàng cân nhắc yêu cầu cung cấp máy bay chiến đấu của Ukraine, trong khi đó Mỹ đã bác bỏ lời đề nghị này và Anh cho rằng việc cung cấp máy bay phản lực của phương Tây cho Kiev là không thực tế. Một thách thức khác khi phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine là vấn đề ngoại giao. Nga tuyên bố rằng việc phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ dẫn đến sự leo thang đáng kể của cuộc xung đột. Cả Ukraine và các đối tác phương Tây nên suy nghĩ về cách sử dụng viện trợ sát thương ngày càng tăng trong cuộc xung đột với Nga khi các cuộc thảo luận về chủ đề này tiếp tục. Chỉ có thời gian mới có thể trả lời liệu Ukraine có nhận được F-16 hay không. Ukraine kêu gọi phương Tây không công nhận ông Putin là tổng thống Nga. Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi các đồng minh phương Tây không công nhận ông Putin là tổng thống hợp pháp của Nga, nhưng Mỹ bác bỏ. Bộ Ngoại giao Ukraine hôm ngày 6 tháng 5 ra thông cáo cho rằng ông Vladimir Putin không ý thức được trách nhiệm của mình và cũng không sẵn lòng chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, bất chấp cảnh báo từ các tổ chức quốc tế. Ukraine còn chỉ trích Moscow vi phạm nhiều quy tắc quốc tế, trong đó có hiến chương Liên Hợp Quốc. Dựa trên những điều trên, cũng như xét tới việc Tòa án Hình sự Quốc tế ICC phát lệnh bắt ông Putin, Ukraine thấy không có cơ sở pháp lý nào để công nhận ông là Tổng thống Nga hợp pháp và được dân bầu, Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố. Kiev kêu gọi các quốc gia đồng minh và tổ chức quốc tế không công nhận kết quả bầu cử Tổng thống Nga hồi tháng 3, cũng như không thừa nhận tính hợp pháp của ông Putin trên cương vị người lãnh đạo nước Nga tuyên bố của Ukraine được đưa ra một ngày trước khi ông Putin tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ năm. Tổng thống Putin, 71 tuổi, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 15 đến ngày 17 tháng 3 với 87,28% phiếu bầu, sẽ bắt đầu nhiệm kỳ mới 6 năm sau lễ nhậm chức. Ukraine, Mỹ, 20 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, EU, Anh, Canada thông báo sẽ không cử đại diện tới dự lễ nhậm chức của ông Putin, trong kỳ 7 nước EU, trong đó có Pháp, Hungary và Slovakia dự kiến sẽ cử đại diện tham dự sự kiện. Tuy nhiên, Mỹ cho biết việc nước này không dự lễ nhậm chức của ông Putin không đồng nghĩa với việc Washington không công nhận ông là Tổng thống Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Martel Miller cho hay Washington không cho rằng cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra công bằng, nhưng nhấn mạnh ông Putin là Tổng thống Nga và sẽ tiếp tục giữ chức vụ đó. Tổng thống Putin bắt đầu lãnh đạo nước Nga từ năm 2000. Thời điểm đó, hiến pháp Nga không cho phép một người giữ chức tổng thống ba nhiệm kỳ liên tiếp. Sau hai nhiệm kỳ bốn năm đầu tiên, ông Putin đảm nhận ghế thủ tướng, trong khi ông Dmitry Medvedev giữ chức tổng thống. Ông tái tranh cử năm 2012 và tiếp tục trở thành tổng thống Nga. Vào thời điểm nước này đang thay đổi hiến pháp, tăng nhiệm kỳ tổng thống lên 6 năm năm 2021 khi đảm nhiệm nhiệm kỳ thứ tư, Tổng thống Putin ký đạo luật cho phép ông tranh cử thêm hai nhiệm kỳ. Trên lý thuyết, đạo luật này cho phép ông có thể nắm quyền tới 2036 khi ông 83 tuổi. Sau khi tuyên bố tái đắc cử, ông Putin khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi đến cùng chiến dịch ở Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký xác lệnh cấm đàm phán với Nga khi ông Putin vẫn đương nhiệm đều có thể cản trở hai nước tìm giải pháp hòa bình cho xung đột. Bảy nước EU cử đại diện dự lễ nhậm chức của tổng thống Nga Putin. Ít nhất bảy quốc gia liên minh châu Âu EU, trong đó có Pháp, được cho là sẽ cử đại diện dự lễ nhậm chức của tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra hôm ngày 7 tháng 5. Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao giấu tên của châu Âu cho biết Bảy nước thành viên EU sẽ cử đại diện dự lễ nhậm chức của Tổng thống Nga Putin, trong khi 20 thành viên còn lại không tham gia. Mỹ, Anh, Canada cũng cho biết sẽ không cử người dự sự kiện này. Nguồn tin nói rằng, trong số các nước cử đại diện tham gia có Pháp, Hungary và Slovakia. Pháp sẽ cử đại sứ tại Nga tham gia, nguồn tin cho hay, Paris chưa bình luận về thông tin trên, song nếu được xác nhận, động thái này có thể coi là cách Pháp xoa dịu căng thẳng gần đây với Nga. Theo thông báo chính thức của Quỹ ban bầu cử Trung ương Nga CEC, kết quả kiểm điểm toàn bộ số phiếu cho thấy ông Vladimir Putin đã giành được 87,28% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử hồi tháng 3. Với số phiếu kỷ lục này, ông Putin đã tái đắc cử, bước vào nhiệm kỳ tổng thống thứ năm. Lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Putin sẽ diễn ra lúc 12 giờ ngày 7 tháng 5, 16 giờ Việt Nam tại Moscow. Một quan chức Điện Kremlin cho biết, trưởng đại diện các phái đoàn ngoại giao nước ngoài tại Moscow đã được mời tham dự lễ nhậm chức này. Tổng thống Putin tuyên thệ nhậm chức hôm nay. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ năm tại Điện Kremlin, Moscow trong ngày 7 tháng 5. Tổng thống Putin, 71 tuổi, người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 3 với 87,28% phiếu bầu, sẽ bắt đầu nhiệm kỳ mới 6 năm sau lễ nhậm chức một quan chức cấp cao điện Kremlin cho biết, người đứng đầu tất cả các cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Moscow đều được mời dự lễ nhậm chức bắt đầu từ lúc 12 giờ 16 giờ giờ Hà Nội. Mỹ, 20 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU, Anh, Canada thông báo sẽ không cử đại diện tới dự. Bảy quốc gia EU trong đó có Pháp, Hungary và Slovakia dự kiến cử đại diện tham dự buổi lễ. Bộ Ngoại giao Ukraine bày tỏ nghi ngờ về bầu cử Nga và kêu gọi các nước không cử đại diện đến sự kiện. Sau lễ nhậm chức của ông Putin, chính phủ hiện tại của Nga sẽ từ chức và quốc hội sẽ phê chuẩn chính phủ mới. Tổng thống Putin sẽ giới thiệu ứng viên thủ tướng với Hạ viện Nga để được phê chuẩn. Quốc hội có quyền chấp nhận hoặc từ chối ứng viên thủ tướng được đề xuất song Tổng thống Putin có thể trực tiếp bổ nhiệm thủ tướng mà không cần sự chấp thuận của quốc hội nếu các nghị sĩ từ chối ứng viên ba lần. Trong trường hợp như vậy, ông Putin có quyền giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử quốc hội mới. Theo truyền thông Nga, Thủ tướng đương nhiệm Mikhail Mishutin có thể sẽ được tái bổ nhiệm vì ông được nhiều người coi là lãnh đạo thành công chính phủ khi nền kinh tế vẫn phát triển trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine và các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây. Ông Putin sẽ trực tiếp bổ nhiệm các bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng, tư pháp, tình trạng khẩn cấp và nội vụ với sự tham vấn của thượng viện. Ngoại trưởng Sergei Lavrov và bộ trưởng quốc phòng Sergei Shoigu được cho là sẽ tiếp tục giữ chức vụ. Các bộ liên quan kinh tế, tài chính cũng dự kiến không có thay đổi. Do sự chỉ trích của công chúng đối với các chính sách giáo dục, thể thao và văn hóa, nhiều khả năng có một số thay đổi ở các bộ liên quan. Nga cũng có thể thành lập bộ thanh niên. Theo luật pháp quá trình phê chuẩn chính phủ mới có thể kéo dài đến 20 tháng 5, dù danh sách ứng viên thủ tướng và hội đồng bộ trưởng sẽ được trình lên quốc hội ngay sau lễ nhậm chức của Tổng thống. Tổng thống Putin, lãnh đạo nước Nga từ năm 2000, thời điểm đó, hiến pháp không cho phép một người giữ chức tổng thống ba nhiệm kỳ liên tiếp. Sau hai nhiệm kỳ bốn năm đầu tiên, ông Putin đảm nhận ghế thủ tướng trong khi ông Dmitry Medvedev giữ chức tổng thống. Trước thềm cuộc bầu cử năm 2012, ông Putin thúc đẩy sửa đổi hiến pháp Nga, loại bỏ các giới hạn để tăng nhiệm kỳ tổng thống lên 6 năm. Năm 2021, khi đảm nhiệm nhiệm kỳ thứ tư, tổng thống Putin ký đạo luật cho phép ông tranh cử thêm hai nhiệm kỳ. Trên lý thuyết, đạo luật này cho phép ông có thể nắm quyền tới năm ông 83 tuổi. Thẩm phán yêu cầu ông Trump không đe dọa bồi thẩm đoàn. Thẩm phán Merchan yêu cầu cựu tổng thống Trump không đe dọa bồi thẩm đoàn sau khi nghe thấy ông lẩm bẩm về một nữ ứng viên. Có thể nghe được lời ông nói đấy. Ông ấy ra hiệu và nói về hướng bồi thẩm đoàn. Tôi sẽ không để bất kỳ bồi thẩm viên nào bị đe dọa trong phòng dự án này. Thẩm phán Joan Merchan phàn nàn về hành động của cựu Tổng thống Donald Trump trong phiên tòa ở Manhattan, New York hôm 16 tháng 4. Thẩm phán Merchan sau đó chỉ đạo Todd Blanche, luật sư của ông Trump, nói chuyện với thần chủ về hành động của ông. Theo ông Merchan, ngay sau khi một nữ ứng viên bồi thẩm viên rời khỏi phòng dự án, ông đã nghe thấy cựu tổng thống lầm bẩm khi đứng cách ứng viên hơn 3 mét. New York đang lựa chọn bồi thẩm đoan cho phiên tòa xử ông Trump vì cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng sau khiêu dâm Stormy Daniels, ém thông tin bất lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. 7 trong số 12 bồi thẩm viên đã được lựa chọn. Luật sư của ông Trump được cho là đang cố gạt bất cứ ứng viên bồi thẩm viên nào mang đến quan điểm tiêu cực về cựu tổng thống. Thẩm phán Merchan nhiều lần bác bỏ nỗ lực này. Vấn đề không phải là liệu người đó có cùng quan điểm chính trị với thân chủ của ông hay không, quan trọng là họ có thể công bằng và vô tư hay không. Thẩm phán Merchan nói với luật sư Blanche, nhưng cũng đã đồng ý loại một số ứng viên, trong đó có người từng kêu gọi bỏ tù ông Trump. Cựu Tổng thống Trump 77 tuổi bị thẩm phán mờ tràn ra lệnh hầu tòa trực tiếp, gây trở ngại lớn cho kế hoạch tranh cử của ông. Giờ đây tôi đáng lẽ phải ở Pennsylvania, Florida, Bắc Carolina hay Georgia để vận động tranh cử, cựu Tổng thống nói bên ngoài phòng dự án hôm 16 tháng 4, gọi thẩm phán mờ tràn là người ghét Trump. Quá trình xét xử sẽ kéo dài ít nhất 6 tuần và ông Trump phải có mặt tại tòa 4 ngày làm việc mỗi tuần trừ các thứ tư. Nếu bị kết án, ông có khả năng phải đối mặt với án tù nhưng các nhà quan sát pháp lý cho rằng trường hợp này khó xảy ra. Tuy nhiên điều này vẫn dáng đòn mạnh vào nỗ lực tranh cử của cựu Tổng thống. Ông Trump công kích thẩm phán sự vụ chi tiền bịt miệng Cựu Tổng thống Trump nói ông có vấn đề thực sự với thẩm phán Merchan, cho rằng ông sẽ không được xét xử công bằng ở New York. Chúng tôi sẽ không được xét xử công bằng, ông Donald Trump trả lời báo giới bên ngoài tòa hình sự Manhattan ngày 15 tháng 4 cựu tổng thống 77 tuổi bị cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng sau khiêu dâm Stormy Daniels, ém thông tin bất lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Cuộc điều tra do công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg phụ trách, Trump bác bỏ cáo buộc. Trump còn chỉ trích thẩm phán phụ trách xét xử Joan Merchan vì không cho phép ông vắng mặt để dự phiên tòa tại tòa án tối cao vào tuần sau. Thẩm phán này không cho phép chúng tôi làm vậy, ông ta nghĩ mình có thẩm quyền cao hơn cả tòa án tối cao, cựu Tổng thống nói. Ông Trump tháng 8 năm 2023 bị truy tố ở Washington với cáo buộc tìm cách lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, dẫn đến vụ bạo loạn Quốc hội Mỹ. Luật sư lập luận ông Trump được miễn trừ tuyệt đối và không thể bị truy tố với những hành động thực hiện khi còn ở Nhà Trắng, nhưng thẩm phán liên bang phụ trách xét xử bác bỏ. Tòa án tối cao sau đó tiếp nhận đơn kháng cáo của ông Trump. Chúng tôi có vấn đề thực sự với thẩm phán này, Trump nói về tràn Ông ấy là một thẩm phán mâu thuẫn. Tại tòa hình sự Mahatan, luật sư các bên ngày 15 tháng 4 đã tranh luận về một số khía cạnh trong quá trình xét xử, như bằng chứng nào được chấp thuận hay bồi thẩm viên nên đặt câu hỏi ra sao. Tòa Mahatan sau đó bắt đầu lựa chọn 12 bồi thẩm viên cùng 6 người dự bị để nghe lập luận từ các bên và luận tội. Bồi thẩm viên được giấu danh tính để tránh bị mua chuộc hoặc đe dọa. Trong nhóm 69 ứng viên bồi thẩm viên đầu tiên, ít nhất 50 người lập tức nói họ không thể công tâm trong phiên xử liên quan ông Trump. 9 người được phép rút lui sau khi nêu lý do đủ thuyết phục để không đảm nhận công việc. Những người còn lại được hỏi về trình độ, sở thích và cách tiếp nhận tin tức. Quy trình này dự kiến tiếp tục lúc 9 giờ 30 phút, 20 giờ 30 giờ Hà Nội, ngày 16 tháng 4 và có thể kéo dài 2 tuần, theo một luật sư của ông Trump. Quá trình xét xử sẽ kéo dài ít nhất 6 tuần và Trump phải có mặt tại tòa 4 ngày làm việc mỗi tuần, trừ các thứ tư. Nếu bị kết án, ông có khả năng phải đối mặt với án tù, nhưng các nhà quan sát pháp lý cho rằng điều này khó xảy ra. Mặc dù vậy, viễn cảnh trên vẫn là đòn giáng mạnh vào nỗ lực tranh cử của cựu tổng thống. Người ủng hộ Trump mệt mỏi vì phải theo quá nhiều phiên tòa. Đám đông trung thành với Trump bên ngoài tòa án New York chỉ gồm vài chục người, khác xa quy mô thường thấy trong những sự kiện ủng hộ ông. Dưới những lá cờ lớn mang thông điệp ủng hộ Donald Trump bên ngoài tòa án thành phố New York như chọn Trump hay chọn cái chết, hay Trump 2024. Đám đông trung thành với cựu tổng thống 77 tuổi tập trung theo dõi thời khắc lịch sử, lần đầu tiên một cựu tổng thống Mỹ và ứng viên tổng thống bị xét xử hình sự. Trong quá khứ, ông Trump luôn có thể tự tin mình sẽ được chào đón bởi đông đảo người ủng hộ ở bất kỳ đâu trên khắp nước Mỹ, từ những buổi vận động tranh cử đã trở thành thương hiệu đến buổi biểu tình gây tranh cãi ở Washington trước thêm cuộc bạo loạn đổi Capitol năm 2021. Thế nhưng, đám đông chờ đợi bên ngoài phiên tòa của ông Trump ở New York vào ngày 15 tháng 4, yên ắng lạ thường, chỉ gồm khoảng vài chục người. Mỗi lần hô vàng khẩu hiệu, từ đòi sa thải công tố viên Alvin Bragg đến thẩm phán Joan Merchan, chỉ kéo dài vài giây rồi mọi người lại chìm vào im lặng. Cara Kachonova, ứng viên thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa tại New York, thừa nhận không có nhiều người ủng hộ Trump tụ tập, nhưng nhấn mạnh rằng số người biểu tình phản đối ông thậm chí còn ít hơn có lẽ mọi người đã mệt mỏi với những phiên tòa của ông Trump, họ cảm thấy đây là những hành động vô nghĩa. và nói. Sau hơn 2 tiếng, số người ủng hộ ông Trump có mặt thậm chí còn kém số lượng phóng viên được các hãng thông tấn cử đến. Phiên tòa diễn ra vào 9 giờ rơi vào thứ hai ở New York. Bạn khó có thể kỳ vọng đảng viên Cộng hòa xuất hiện lúc này. đa số đảng viên đang đi làm. Visbura, thành viên câu lạc bộ đảng viên trẻ Cộng hòa tại New York, đơn vị tổ chức buổi biểu tình chia sẻ. Bura vẫn tin rằng quy mô buổi biểu tình lần này đã vượt kỳ vọng do kế hoạch sự kiện vừa được công bố cuối tuần qua vẫn có những người dành sự ủng hộ nhiệt thành cho ông trump và lăn lội đến new york trong đêm khuya để tham gia sự kiện điển hình là nhà hoạt động chính trị bảo thủ mike davis lịch sử sẽ khắc ghi phiên tòa này xem đây là khởi đầu cho hồi kết của đất nước david cảnh báo laura Loomer, cựu ứng viên hạ nghị sĩ đảng cộng hòa cũng có mặt ủng hộ ông trump Bà kêu gọi những người trung thành trở thành tiếng nói của Trump vì ông đang chịu lệnh cấm phát ngôn từ tòa án. Trong thông điệp gửi đến người ủng hộ trước tòa án, ông Trump nói mình đang là nạn nhân của đàn áp chính trị. Cựu Tổng thống 77 tuổi bị cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng sau khiêu dâm Stormy Daniels ém thông tin bất lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Cuộc điều tra do công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg phụ trách. Trump bác bỏ cáo buộc nếu bị kết án, ông có khả năng phải đối mặt với án tù, nhưng các nhà quan sát pháp lý cho rằng điều này khó xảy ra. Kể từ nay mỗi tuần 4 ngày đây sẽ là nơi đóng quần cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Andrew Giuliani, con trai cựu luật sư Rudy Giuliani, nói sẽ hết lòng ủng hộ vị cựu tổng thống Mỹ mà mình xem như bác ruột đang phải gánh chịu những chèn ép chính trị có tổ chức. Phiên tòa vẫn là đòn giáng mạnh vào nỗ lực tranh cử của cựu tổng thống, ông Trump có thể mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng để hoàn tất xét xử tiêu tốn thời gian lẫn nguồn lực quý giá, đáng lẽ cần được dành cho vận động cử tri. Tính đến nay, Trump đã nhận 88 cáo buộc liên quan bốn án hình sự. Trong 6 tháng qua, ông Trump phải trình diện một số tòa án liên quan bốn vụ truy tố và hai vụ kiện dân sự, cùng một tòa phúc thẩm liên bang. Hai cuộc điều tra nghiêm trọng nhất nhắm vào ông Trump gồm cáo buộc giữ tài liệu mật sai luật trong ma a và kích động người biểu tình trong vụ bạo loạn đồi Capitol vào tháng 1 năm 2021. Trump Herman, 17 tuổi đến từ Brooklyn, quay video bản thân đứng cạnh một lá cờ lớn ủng hộ Trump. Herman cho rằng kết quả của phiên tòa sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch bầu cho Trump vào tháng 11 khi cậu đã đủ tuổi bỏ phiếu. Dion Sini, người bán cờ Trump đến từ Brooklyn, thừa nhận doanh số bán hàng hiện tại hơi chậm, nhưng Sini dự đoán phiên tòa sẽ thúc đẩy sự nổi tiếng của ông Trump và hoạt động kinh doanh của mình. Tôi muốn phải dân chủ thấy rằng chúng tôi không sợ họ, Sini nói cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cuộc sống hôm nay của chúng tôi nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo